Minh được Vi hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Vâng, kính thưa quý vị, các nhà tiên tri học, nhà tử vi học phương Đông đã tiết lộ rằng 7 ngày tới có ba con giáp nổ lộc phát tài, làm ăn trúng lớn, có cơ hội trúng số cực khủng, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, muốn tiền có tiền, muốn danh có danh, tài sản không ngừng tăng lên như vụ bão, trả sạch nợ nần, đổi đời giàu sang, tiền vàng nhét chật két. Vậy ba con giáp đó là những con giáp nào? Làm sao để nắm bắt được vận may cực độ này trong 7 ngày tới? Thì ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi luận giải chi tiết nhất nha. Thời tới, giàu không cản nổi, ba con giáp lội ngược dòng, vươn lên tỏa sáng, vàng bạc phù phê, tha hồ tận hưởng cuộc sống, giàu sang phú quý. Quý tín chủ thân mến, như mọi người vẫn thường nói, ở đời có lúc vinh lúc nhục, nhưng kể ra thì ta khổ từ trong trứng nước. Chịu kiếp sống người thường, phải nỗ lực cố gắng gấp trăm gấp ngàn lần người khác mà vẫn bị người đời coi khinh. Nguyên nhân cũng chỉ vì cái nghèo cái khổ mà nhiều người phải tha hương cầu thực nơi xứ người. Còng lưng làm việc quần quật suốt bao nhiêu năm mà vẫn chẳng dư giả gì, đã vậy lại còn nợ nần đeo bám, cuộc sống quá đỗi đắng cay và tủi nhục. Chẳng lẽ số phận đã định sẵn là cứ phải sống hết phần đời còn lại trong chuỗi ngày u ám mệt mỏi này hay sao? Nhưng có tin tốt là vào tuần này, ơn trên ban phước, ba con giáp phúc dày mệnh lớn này sẽ được đón nhận những cơ duyên trời ban mà vượt qua khổ ải, cải vận phát tài, đánh đâu thắng đấy, tiền về xối xả, nợ nần nhiều đến mấy cũng trả sạch, xây biệt thự, sắm xe sang, khiến cả làng, cả họ trầm trồ và ngưỡng mộ. Vậy họ phải làm sao để nhận được những cơ may này? Tất cả sẽ được tiết lộ ngay sau đây. Đầu tiên, xin chúc mừng con giáp tuổi Dậu. Tiết lộ thiên cơ, nhắc mệnh tuổi Dậu, được bề trên tam phước hỷ, làm đâu gạt đấy, xóa sạch nợ nần, chuyển vận giàu sang vào tuần này. Con giáp tuổi Dậu thường gây ấn tượng với người khác nhờ sự ngay thẳng thật thà. Trong cuộc sống bạn sẵn sàng giúp đỡ những người khác mà không toan tính thiệt hơn. Người tuổi Dậu thường giữ chữ tín, không vì lợi nhuận nhỏ nhặt trước mắt mà đánh mất đi danh dự, phẩm giá của bản thân mình. Trong công việc, người tuổi Dậu rất chăm chỉ, chịu khó làm ăn, nhưng tiếc rằng thời gian gần đây bạn không gặp được may mắn nên thu nhập không được như ý muốn. Nhưng nhờ nỗ lực, tâm huyết với công việc, bạn đạt được nhiều thành công, được cấp trên khen thưởng. Trong tuần này, cũng có rất nhiều cơ hội công việc đến với bạn, nắm bắt được cơ hội tốt, con đường thăng tiến ngày càng rộng mở, giúp bạn kiếm được bộn tiền đấy. 7 ngày tới, tuổi Dậu lại có vận may lội ngược dòng, có được mức thu nhập khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tử vi học có nói, đây là thời điểm tuổi Dậu được quý nhân trợ giúp, đón nhiều cơ hội tốt trong công việc, do đó tuổi Dậu hãy tận dụng mọi nguồn lực sẵn có, từ trí thông minh, sự nhanh nhẹn và nhiệt huyết của mình để biến thời cơ trở thành tiền bạc, đem lại cuộc sống dư giả cho bản thân và gia đình. Xem tử vi tuần cho thấy, mọi thứ trong cuộc sống của bạn đã dần đi vào ổn định, cũng là lúc con giáp tuổi Dậu nên sắp xếp lại các mục tiêu trong cuộc sống. Hãy xem xét lại mọi mặt, từ tài chính, tình hình công việc, đến cả quỹ thời gian trước khi điều chỉnh kế hoạch của bản thân. Sự nghiệp và tài lộc của người tuổi Dậu phát triển rực rỡ nhất là vào khoảng thời gian giữa tuần, vì vậy bạn cần cố gắng hết sức mình trong lúc này, chớ nên há miệng chờ sung, được đến đâu hay đến đấy. Quý nhân có thể sẽ xuất hiện và chỉ dẫn cho bạn những lối đi đúng đắn, cuối tuần là thời điểm mà bạn không nên đưa ra những quyết định trọng đại, nếu không sẽ dễ gây mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc người có quyền cao chức trọng. Lúc này bạn chủ yếu nên trau dồi trang bị kỹ năng để chuẩn bị cho những cơ hội về sau, chứ không phải là ham cái lợi trước mắt. Nhờ tử vi cát tinh mà con giáp tuổi Dậu có cơ may được một người nào đó hỗ trợ về tiền bạc, tuy nhiên đó chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi. Nếu bạn muốn có cuộc sống khá hơn thì vẫn phải chủ động tìm kiếm cơ hội kiếm tiền, gia tăng thêm thu nhập. Sao Thái Dương chiếu mệnh cho thấy là người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt, các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa, nếu bạn chịu mở lòng hơn với mọi người, thì rất có thể bạn sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý đấy, chớ nên chần chừ và do dự quá lâu các bạn nhé, bởi cơ hội sẽ chẳng chờ đợi ai đâu ạ. Như bây giờ là vận trình chi tiết của con giáp tuổi Dậu, làm ăn được lộc, có tiền có của vào tuần này. Tử vi tuổi Tân Dậu mệnh Mộc, sinh năm 1981. Xem tử vi tuần của 12 con giáp, mệnh chủ Tân Dậu không cần phải lo lắng quá nhiều về vận trình của mình trong thời gian này. Đường tài lộc hanh thông và bản mệnh không ngừng kiếm được tiền bạc,
nhờ chính năng lực của bản thân mình. Dù có đại hao hung tinh ở bên rình rập, nhưng nếu bản mệnh biết chi tiêu hợp lý thì vẫn có thể giảm bớt được nguy cơ tiền bạc tổn hao. Công việc của bản mệnh sinh năm 1981 trong tuần cũng rất suôn sẻ và thuận lợi, ấn quan gặp gỡ, đây là thời điểm thích hợp cho bản mệnh phát huy hết những năng lực sẵn có của mình. Để có thêm lợi thế trong việc thăng tiến, những khó khăn trước đó sẽ dần dần được tháo gỡ và giải quyết hết, bản mệnh không cần phải lo lắng quá nhiều đâu ạ. Chuyện tình cảm ổn định cũng giúp cho tâm trí của mệnh chủ Tân Dậu không bị phân tâm trong các công việc khác, bạn và người ấy có được tiếng nói chung trong hầu hết các vấn đề. Hai bạn giao ước về những việc cần phải tâm sự, bàn bạc và thương lượng với đối phương, thay vì tự mình quyết định và chịu ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người. Tử vi tuổi Quý Dậu mệnh Kim, sinh năm 1993. Trong tuần này, người tuổi Quý Dậu có cát khí bảo trợ, nên vận trình có phần khởi sắc hơn. Thiên tài ở bên tạo cơ hội cho cả người kinh doanh lẫn dân văn phòng, phát tài phát lộc bằng chính sức lực của mình. Có phần vất vả hơn bình thường, nhưng nhìn vào thành quả gặt hái được, có lẽ chẳng ai từ chối việc cố gắng làm thêm mỗi ngày. Có điều, công việc trong tuần của mệnh chủ lại không được suôn sẻ cho lắm, bản mệnh gặp phải nhiều trở ngại mới có thể đến gần hơn với thành công. Thương quan xuất hiện và gây sao lãng cho con giáp này trong khi làm việc, bản mệnh thiếu tập trung nên dễ dàng mắc phải những sai lầm không đáng có. Nếu mệnh chủ là người kinh doanh, buôn bán, nhất là liên quan đến lĩnh vực thiết yếu như dược, thực phẩm, đi lại, thu về không ít lợi nhuận. Một số hạng mục liên quan đến bất động sản và đầu tư chứng khoán cũng sinh lời tốt, quan trọng là phải chọn đúng thời điểm nhé. Có điều sau thiên cầu chiếu mệnh chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả, bạn cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, cũng không nên ôm hết việc vào người. Nếu thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì cũng nên các công việc lại, dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Tử vi tuổi Kỷ Dậu mệnh Thổ, sinh năm 1969. Tuần này tuổi Kỷ Dậu được các tinh tử vi và giải thần cứu giúp nên vận trình suôn sẻ hơn hẳn, bạn sẽ đón nhận nhiều điều bất ngờ đang chờ bạn ở phía trước. Từ công việc đến tận ách tai ương thì đều được giải trừ tai họa, gặp hưng đều hóa cát, bình an vô sự. Đường công việc may mắn hơn người, có các tinh trợ lực nên mệnh chủ Kỷ Dậu làm gì cũng thông tin, đường hoàng, chẳng lo lắng bất cứ điều gì. Trong tuần này bản mệnh cũng xử lý ổn thỏa mọi vấn đề tồn đọng, nhờ thế là được cấp trên tin tưởng, giao phó như nhiệm vụ quan trọng, mọi việc khiến bạn đau đầu sẽ được giải quyết sớm ngay trong tuần này đấy. Tài lộc hanh thông vượng phát, con giáp này tự làm chủ tài chính của mình trong tuần này và không cần dựa dẫm vào ai, các bạn có lộc buôn bán, nên cứ mạnh dạn xem ngày tốt khai trương hoặc là nhập lô hàng mới, tuổi Kỷ Dậu có nhiều khoản thu, dù bản mệnh làm nghề gì thì cũng có lộc, chỉ cần chăm chỉ là có tiền thôi ạ. Chuyện tình cảm êm đẹp và suôn sẻ, bạn là người lương thiện, ôn hòa, biết bỏ qua lỗi lầm của người khác. Xét vận trình tình duyên, con giáp này khá êm ái, không có biến động lớn, bản mệnh biết cách làm cho nửa kia cảm thấy tin tưởng, dù đôi bên phải yêu xa hay không ở cạnh nhau. Mệnh chủ thân mến, trong cuộc sống ai cũng phải sử dụng tiền bạc hàng ngày. Người nào hiểu được đạo lý về đồng tiền sẽ có thêm con đường để sống cao cả hơn, tốt đẹp hơn. Đồng tiền có giá trị quan trọng trong cuộc sống, nhưng không phải là tất cả đâu ạ. Nhiều người lầm tưởng tiền mua được tất cả nên bất chấp phương tiện, đạo lý, luật pháp để kiếm tiền. Nhưng tiền không mua được sức khỏe, không mua được hạnh phúc, không mua được sắc đẹp, không mua được sự trung thành. Chính cách sống của ta, tâm hồn ta mới quyết định cuộc sống của mình. Tiền là phước của quá khứ, do khi xưa ta đã từng làm thiện nghiệp. Nếu người nào biết dùng đồng tiền để xây dựng phước cho tương lai, thì phước đó không bao giờ hết. Ngược lại, nếu chỉ hưởng thụ mà không làm gì, thì người đó sớm muộn cũng sẽ rơi vào cảnh nghèo khó mà thôi. Chính vì sử dụng đồng tiền sai mục đích hoặc chỉ muốn tích lũy cho nhiều mà không dùng tới thì sẽ dẫn ta đến quả báo nghèo, hết tiền. Nên ở đây đồng tiền chính là trách nhiệm, chúng ta phải làm sao để đồng tiền trong tay ta trở thành đạo lý, là niềm an vui, hạnh phúc nơi mọi người. Quý vị thân mến, cuộc sống hiện tại dù có bon chen vất vả, nhưng nó giúp ta cảm nhận được những vị đắng cay, ngọt bùi và trân trọng những thứ mà mình đang có. Nhưng cũng đừng quá ham mê theo đuổi những thứ xa vời mà đánh đổi những thứ quan trọng của mình nhé. Biết đủ thì bạn sẽ có một cuộc sống bình an và vui vẻ. Cuối cùng, Minh Đường Tử Vi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chúc mọi người một tuần vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Giới thần học tiết lộ, tuổi Tý được ơn trên nâng đỡ, xui xẻo tránh xa, chuyển vận phát tài, phất lên như vũ bão, giàu nứt đố đổ vách. Người tuổi Tý vốn sinh ra đã mang trong mình tính cách giỏi giang, họ rất giỏi vượt qua thử thách trong cuộc sống,
và có cách cư xử khéo léo. Tý hiểu rõ khả năng của bản thân mình đến đâu, vì vậy họ biết phát huy những thế mạnh của mình để dễ dàng có được thành công. Nếu như trong thời gian trước, người tuổi Tý bị hung tinh chiếu mệnh, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, trắc trở, sự nghiệp ngưng trệ không có bước tiến, thì khi bước vào tử vi tuần này, tài vận của người tuổi Tý dần khởi sắc, nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, con giáp này sẽ có bước ngoặt trong sự nghiệp đấy. Bạn gặp được nhiều may mắn hơn, cơ hội công việc liên tiếp đến với bạn. Thông qua sự giới thiệu của người thân, bạn bè, bạn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp hơn. Người tuổi Tý cũng sẽ được làm việc cùng nhiều bậc tiền bối, tích lũy thêm được kinh nghiệm, kỹ năng trong công việc. Xem tử vi tuần cho thấy, vận trình công danh, sự nghiệp của người tuổi Tý được cho là có những biến chuyển đầy tích cực, lạc quan, thu nhập theo đó cũng tăng ổn định theo các tháng. Tử vi học có nói, tuần này người tuổi Tý được thần tài ưu ái, cuộc đời lên hương, vạn sự hanh thông bất ngờ. Đã vậy còn được sao Tốt chiếu mệnh, bản mệnh gặp vô số cơ may, không muốn giàu cũng không được. Do đó tuổi Tý nên biết cách nắm bắt thời cơ, nỗ lực hết sức, trở về gặt hái được nhiều thành tựu cho bản thân nhé. Đây là một tuần đầy may mắn cho phương diện sự nghiệp của con giáp tuổi Tý, nhưng để đạt được những thành công như ý thì bạn phải xác định bản thân đang tìm kiếm điều gì, vì thế mà tuần này sẽ đem đến cơ hội để thử sức trong một vị trí mới hoặc dấn thân vào những công việc thử thách hơn. Tử vi tài lộc trong tuần của người tuổi Tý có chính tài trợ lực, tiền bạc ùn ùn đổ về, chuyện phát tài phát lộc không có gì quá khó khăn. Tài vận khởi sắc không ngừng, bản mệnh biết được ưu thế của mình nằm ở đâu để phát huy, đi tắt đón đầu, dẫn đầu xu hướng, con đường làm giàu càng ngày càng rộng mở, tuổi Tý sẽ đón nhiều cơ may kiếm tiền trong tầm tay. Thời điểm này cát khí vượng, nếu bản mệnh có ý định khai trương, mở cửa hàng hay mở rộng đầu tư thì cũng sẽ vô cùng thuận lợi đấy. Nếu có cơ hội để hợp tác kinh doanh hay đầu tư sinh lời thì nên cân nhắc. Trong chuyện tình cảm, đây là thời điểm thích hợp để mệnh chủ tuổi Tý và người thân yêu cùng thẳng thắn trò chuyện về những khó khăn mà hai bạn đang gặp phải trong mối quan hệ. Đừng có chuyện gì cũng giấu kín, rồi một mình chịu đựng như thế, bạn đang cố tạo ra một hạnh phúc tạm bợ mà thôi. Bách Việt chủ đào hoa cũng dự báo có rắc rối trong tình cảm có thể xảy ra, có thể là bạn đang bị một người khác giới quyến rũ. Cuộc sống lúc này có cảm giác mới mẻ hơn và thậm chí là có người chấp nhận đùa với lửa mà không biết rằng đang làm ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Bản mệnh đang suy nghĩ quá nhiều và ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe trong thời gian này, có nhiều mối bận tâm nhưng có thể vì bạn sắp xếp mọi việc chưa khoa học mà thôi. Hãy nhớ rằng, giờ nào việc nấy thì bạn nghỉ thì cho phép cơ thể mình hoàn toàn được thư giãn, không nghĩ ngợi gì. Còn bây giờ là vận trình chi tiết của 4 con giáp tuổi Tý, vượng vận phát tài vào tuần này nhé. Tử vi tuổi Canh Tý mệnh Thổ, sinh năm 1960. Theo luận giải tử vi mệnh chủ tuổi Canh Tý, vào tuần này cho thấy hung vật áp chế khá nhiều khiến cho vận trình của mệnh chủ, sinh năm 1960, gặp khá nhiều biến động. Đầu tuần mọi sự khá thành thơi, công việc suôn sẻ, tốt lành, nhờ ấn quan hợp lực đưa bản mệnh đi qua mọi khó khăn trở ngại. Song từ giữa tuần trở đi, thiên quan xuất hiện, mang theo những điềm báo không lành, kẻ tiểu nhân rình rập, tạo những nguy cơ khiến cho bản mệnh mất đi những ưu thế mà mình đang có. Bản mệnh cần luôn luôn chú ý nhắc nhở bản thân, kiềm chế cảm xúc, tránh cư xử theo lý trí, nóng nảy bốc đồng, tạo cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng và hãm hại mình. Riêng về tiền bạc trong tuần của mệnh chủ Canh Tý khá là dư giả, nhờ được các thần soi sáng, thiên đức chủ về thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc, cơ hội kiếm tiền của con giáp này khá nhiều, cả về đường chính ngạch lẫn tiểu ngạch. Người làm kinh doanh buôn bán phát tài, người làm công ăn lương thì thoải mái tiền tiêu, chuyện gia đạo vẫn bình ổn. Tuy không thể tránh khỏi những bất đồng nho nhỏ, song với cơ bản là vẫn đang diễn tiến khá tốt đẹp. Mâu thuẫn diễn ra khá nhiều trong tuần, có lẽ công việc bận rộn cùng những áp lực căng thẳng khiến mọi người khó giữ được bình tĩnh trong mối quan hệ. Với cuối tuần có thời gian bên nhau, những hiểu lầm sẽ được hóa giải, bản mệnh đang suy nghĩ quá nhiều và ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe trong thời gian này. Có nhiều mối bận tâm nhưng có thể vì bạn sắp xếp mọi việc chưa khoa học mà thôi. Hãy nhớ rằng, giờ nào việc nấy, khi bạn nghỉ thì cho phép cơ thể mình hoàn toàn được thư giãn, không nghĩ ngợi gì nhé. Tử vi tuổi Nhâm Tý mệnh Mộc, sinh năm 1972. Theo dõi tử vi 12 con giáp vào tuần này cho thấy, người tuổi Nhâm Tý trong tuần gặp khá nhiều may mắn về đường công danh, sự nghiệp. Tỷ kiên báo hiệu bản mệnh có ý chí sắt đá, vững vàng, cũng rất quyết đoán và có tinh thần trách nhiệm cao, điều đó giúp bạn khá nhiều trên con đường thăng tiến. Tuy nhiên, con giáp này cần chú ý cẩn trọng hơn với những việc liên quan đến tiền bạc, có thể nói không phải là không có nhiều tiền,
mà chỉ sợ là không giữ được tiền trong tay. Tài tinh chiếu rọi, báo hiệu là có nhiều cơ hội để người tuổi Nhâm Tý thể hiện khả năng kiếm tiền của mình, cũng thu về nguồn lợi khá rõ ràng. Song trong tuần có Bạch Hổ hung tinh, chủ về tai họa bất ngờ, có thể bản mệnh sẽ gặp phải một số biến cố dẫn đến tiêu hao tiền của, tiền bạc vào nhà nhanh mà đi cũng nhanh không kém. Ngoài ra còn có thể có những nguy cơ về sức khỏe, bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, mất sức khỏe thì tiền bạc có nhiều đến mấy cũng bằng không. Với chuyện tình cảm, về cơ bản mọi chuyện vẫn đang diễn tiến theo chiều hướng khá là tích cực, người có đôi thì nên trân trọng hạnh phúc, tránh sân si đòi hỏi quá nhiều ở đối phương, trong khi bản thân mình lại chưa quan tâm và hỏi han người ấy. Mệnh chủ hãy dành nhiều thời gian để vun đắp tình cảm, một bữa ăn hay những cuộc trò chuyện, tâm sự sẽ khiến tình cảm đôi bên ngày càng mặn nồng và gắn kết. Tử vi tuổi Giáp Tý mệnh Kim, sinh năm 1984. Xem tử vi tuần của mệnh chủ Giáp Tý cho thấy, có lẽ bản mệnh sẽ phải chiến đấu khá nhiều với những điều xui rủi mà số mệnh sắp đặt cho mình. Đại hao hung tinh chiếu rọi, tiền bạc thất thoát là điều khó tránh khỏi, tuy chính tài vẫn đang ở bên, nhưng sức mạnh của hung tinh này là quá lớn, chỉ có thể giảm bớt điểm xui chứ khó lòng hóa giải. Tiền bạc thì vẫn cứ theo đó mà tan biến, nhưng may mắn là ấn tinh xuất hiện dày đặc, khả năng cao trong tuần bản mệnh sẽ đạt được những bước tiến mới trên con đường công danh, sự nghiệp, nhận được sự tín nhiệm và trọng dụng của cấp trên là những bước khởi đầu vững vàng cho sự thăng tiến sau này. Song càng là người được ưu ái thì càng dễ bị kẻ xấu ghen ghét đố kỵ. Hãy chứng minh cho tất cả mọi người thấy, tài năng của mình là điều hoàn toàn có thực, chứ không phải do nâng đỡ mà có được. Suy cho cùng thì công việc chính là thước đo tốt nhất, hãy cứ làm tốt việc của mình hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao, thì chẳng có ai có thể nói ngả nói nghiêng hay bày mưu hãm hại. Đường tình cảm khá trắc trở, có lẽ là bản mệnh đang tập trung quá nhiều tâm sức vào công việc mà thiếu chăm sóc cho tình yêu của mình. Ngọn lửa tình cần sự quan tâm và chăm sóc giữ gìn để hơi lửa luôn nồng đượm, đừng để những bạn bè cuộc sống khiến ta quên đi những người quan trọng trong cuộc đời mình nhé. Tuần này bạn không nên đợi chờ điều gì cả, vì như thế thời gian cứ qua đi mà bản thân thì chẳng phát triển được gì, thậm chí có lúc còn cảm thấy chán nản, cảm thấy mình vô dụng. Luôn phải tìm cách để mỗi ngày học một điều mới, dù là nhỏ thôi thì cũng đủ giúp bạn lấy lại tinh thần. Tử vi tuổi Bính Tý mệnh Thủy, sinh năm 1996. Tuổi Bính Tý tuần này có vận trình khá tốt, khi được Thái Dương và Thiên Diêu chiếu mệnh, con giáp này sẽ có cơ hội thể hiện năng lực làm việc, cũng như là sở trường của mình, tính tình vui vẻ hài hước, khiến bạn nổi bật trong đám đông, đi đâu cũng được người ta để ý. Bính Tý là con giáp đa tài, đa nghệ, việc gì đến tay cũng có thể xử lý được, không ngại gian khó, nhất là những bạn nam đi làm ai cũng quý mến bạn. Con giáp này sẽ có cơ hội thể hiện năng lực làm việc cũng như sở trường của mình, nếu làm tốt sẽ nhận được đánh giá cao và sự kiên nhẫn của cấp trên. Khoảng thời gian đầu tuần là thời gian đẹp nhất cho sự nghiệp của tuổi này, nhờ chính tài trợ lực, các bạn có việc quan trọng cần đến tiền thì nên tiến hành trong những ngày đầu tuần. Khó khăn vẫn có thể xảy ra vào cuối tuần, nhưng không khiến cho con giáp này lùi bước, tuy nhiên đừng có chủ quan, coi chừng họa mất tiền mang nhé. Tình duyên chủ về đào hoa phong lưu, ngoại hình bản mệnh bắt mắt, hay nói hay cười, nên hay được mọi người để ý, người có gia đình thì nên giữ khoảng cách an toàn với bạn khác giới. Kẻo lừa kia lại ghen tuông, bản mệnh đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện tương lai mà hãy tin tưởng vào người mình đã chọn. Mệnh chủ thân mến, trong video ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi có một câu chuyện đặc biệt muốn gửi riêng đến quý vị, xin mời mọi người hãy lắng nghe thật kỹ. Một người cha nói với con: "Con tốt nghiệp loại giỏi, nó là của con, đây là chiếc xe cha đã mua được nhiều năm trước, nó đã có vài chục năm tuổi. Nhưng trước khi cha đưa nó cho con, thì con hãy mang nó đến trung tâm mua xe đã qua sử dụng và nói với họ rằng con muốn bán nó để xem họ sẽ trả cho con được bao nhiêu." Người con đi đến bãi xe cũ, quay về báo cho cha, họ đề nghị con 1.000 đô la vì nó trông rất là thảm hại. Người cha nói: "Đưa nó đến tiệm cầm đồ đi." Người con đến tiệm cầm đồ, quay về và nói cho cha biết cửa hàng đề nghị 200 đô la vì đây là một chiếc xe rất cũ. Người cha yêu cầu con đem xe đến câu lạc bộ xe hơi và cho những người ở đó xem. Người con đem xe đến câu lạc bộ, trở về và nói với cha mình, một số người trong câu lạc bộ đã đề nghị mua 100.000 đô la vì nó là chiếc Mercedes S63 AMG, một chiếc xe mang tính biểu tượng và rất được nhiều người tìm kiếm. Đến lúc này thì người cha mới nói với con: "Cha muốn nói cho con biết rằng con sẽ được đánh giá đúng khi đến đúng nơi nhận ra giá trị thật của con. Nếu bạn không được coi trọng thì đừng có tức giận, điều đó có nghĩa là bạn đang ở sai chỗ,
Những người biết giá trị của bạn là những người đánh giá cao bạn. Đừng bao giờ ở một nơi mà không ai nhìn thấy giá trị của bạn cả. Sau cùng, Minh Đường Tử Vi cũng mong rằng mỗi chúng ta trước khi hành động, hãy nghĩ tới kết quả, đừng để bản thân rơi vào cảnh khốn cùng. Chúng ta hãy tự tạo ra cuộc cải vật chất của chính mình và có thể hãy giúp đỡ người khác. Điều này sẽ giúp cuộc sống của bạn và cả xã hội cùng trở nên tốt đẹp hơn. Và Minh Đường Tử Vi cũng xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chúc quý vị ngày mới thuận lợi nhé! Chấn động giới tiên tri, tuổi Thìn đang gặp khổ ải, bất ngờ chấp được thiên cơ, một bước phất lên giàu như vũ bão. Những người tuổi Thìn luôn được biết đến là có chỉ số IQ và Y cao và thái độ sống tích cực. Người tuổi này thuộc tuýp người cầu tiến, có tham vọng, ước mơ. Để có thể tận hưởng cuộc sống tốt hơn, bạn thường làm việc chăm chỉ và nỗ lực không ngừng. Xem tử vi vào tuần này cho thấy, người tuổi Thìn có sao tốt chiếu mệnh, lệnh được thần tài ưu ái, nên sự nghiệp ngày một vượng phát, được quý nhân đưa đường, chỉ lối, tài lộc của con giáp này ngày một dồi dào. Ngoài ra, người tuổi Thìn cũng có những phương pháp riêng trong đầu tư, kinh doanh, nên thu nhập ngày càng tăng cao. Đặc biệt là trong tuần này, tử vi học cho thấy Thìn gặp may mắn trên vận trình tình cảm, nhưng phương diện sự nghiệp thì không được tốt cho lắm. Công việc tiến hành thuận lợi vào cuối tuần, đầu tuần chỉ nên an phận thủ thường mà thôi. Lúc này người tuổi Thìn phải dồn sức, cố gắng nhiều hơn nữa, thì đến giữa tuần vận trình mới có dấu hiệu chuyển biến. Cũng may là có thực thần cát tinh đem đến lộc lá cho tuổi này, dù con giáp này làm nghề gì, người kinh doanh hay công chức làm công ăn lương thì vẫn rủng rỉnh tiền bạc trong tay. Tuần này có lộc ăn uống khá nhiều, hay được người khác cho quà, buôn bán cũng khá khẩm hơn mọi khi. Tình cảm vững chắc, bạn nhìn rõ trái tim mình và biết rõ ai là người thực sự phù hợp mà mình nên gắn bó lâu dài, tuy nhiên cũng nên để thêm thời gian thử thách, chứ đừng quyết định quá vội vàng nhé. Những ai đang có đôi thì đừng quá để ý đến lời đồn đại của người khác quá nhiều, họ không hề có ý tốt đâu ạ. Thái tuế hung tinh, điềm báo tai nạn bất ngờ, tuần này bản mệnh có việc gấp thì cũng không nên vội vàng đi xa. Khi mà tình hình dịch bệnh phức tạp, ngay cả việc bạn làm từ thiện cũng ẩn chứa những rủi ro tiềm tàng. Do đó nên ưu tiên bảo vệ an toàn cho bản thân cũng như là cả gia đình mình. Sao tử vi cát tinh mang lại ít nhiều may mắn cho sức khỏe của mệnh chủ vào tuần này, do vậy bản mệnh hãy không ngừng cố gắng, rèn luyện bản thân, thách thức hoàn cảnh, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ đến trong thời gian sắp tới. Còn bây giờ là vận trình chi tiết của ba con giáp tuổi Thìn phát tài giàu có vào tuần đây. Tử vi tuổi Giáp Thìn mệnh Hỏa, sinh năm 1964. Xem tử vi tuần 7 ngày tới của 12 con giáp, người tuổi Giáp Thìn có vận trình hung cát đan xen, có phần cát lành hơn nhưng cũng khó nói. Mặc dù có ấn quan chấn giữ, nhưng sức mạnh của ngũ quỷ hung tinh quá lớn nên khiến cho vận trình tài lộc của con giáp có phần sa sút, kẻ tiểu nhân hoành hành, mang lại bao rắc rối cho bản mệnh, công việc thì khó bề tiến triển. Chợ tiền bạc cũng có vài phần trắc trở, song may mắn có tỷ kiên nâng đỡ nên vận trình dần tươi sáng hơn. Nhắc nhở bản mệnh trong tuần nên tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là chính, chứ đừng ỷ y vào bệnh khác, trông chờ vận may đến với mình. Tử vi cát tinh trợ lực đường sự nghiệp, có thể nói là con giáp này sẽ vượt qua được những cạm bẫy hiểm trở do hung thần thiên quan sắp đặt. Hãy vững tin vào năng lực của bản thân, nhắm thẳng tới mục tiêu và tiến bước, chớ để những vật cản giữa đường khiến cho bản thân trở nên lạc lối. Tuy nhiên, ông trời không tuyệt đường sống của ai, tới cuối tuần thì mọi chuyện sẽ dần trở về thế cân bằng, bản mệnh nhận được những gì xứng đáng với công sức của mình. Con giáp này nhận được khá nhiều niềm vui trong tình cảm, người có gia đình biết quan tâm hơn tới nửa kia của mình, tình cảm vì vậy mà cũng có nhiều biến chuyển tích cực. Bạn nhận ra rằng, người nhà chính là hậu phương vững chắc cho mình trước mọi biến cố của cuộc sống. Bên cạnh việc mạnh mẽ không ngừng tiến về phía trước, thì bạn cũng cần chú ý đến những kẻ có ý đồ xấu tiếp cận mình. Ngụy chiếu mệnh cho thấy, đó có thể là kẻ tiểu nhân muốn gây hại cho sự nghiệp của bạn, khiến công việc gặp nhiều rắc rối. Cùng thời điểm đó, bản mệnh cũng cần quan tâm đến tình hình sức khỏe trong tuần này. 2. Tử vi tuổi Bính Thìn mệnh Thổ, sinh năm 1976. Người tuổi Bính Thìn sẽ trải qua một tuần với nhiều nỗi buồn vui, công việc đang rất tốt đẹp khi được quan tinh hộ mệnh, tạo thêm những bước đường thăng tiến mới cho bản mệnh trong tương lai. Có tài năng nhưng không có không gian phát triển thì cũng như hổ lạc đồng bằng, hãy cố gắng nắm bắt cơ hội để tạo cho mình tương lai tốt đẹp hơn. Đầu tuần, mệnh chủ sẽ phải trải qua nhiều khó khăn thử thách trong công việc do phải chịu tác động của thương quan, tỷ kiên và kiếp tài. Có điều bạn không nên vội vàng đầu hàng nghịch cảnh, bởi nếu không ngừng cố gắng
thì bạn sẽ nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, thậm chí còn bắt được cơ hội để khẳng định bản thân, thiên ấn và chính quan khẳng định với bạn điều ấy đấy. Với đường tài lộc, có lẽ là bản mệnh cần chú tâm hơn một chút, thực thần báo hiệu tài lộc về khá là dồi dào, nguồn thu rủng rỉnh, giúp cho mệnh chủ bính nhiên không cần quá lo lắng, chỉ cần làm đúng kế hoạch, chăm chỉ cần cô là tiền hết rồi lại có, hiếm thấy túng thiếu bao giờ. Song thói đời khi quá no đủ thì dễ nảy sinh nhiều chuyện khó lường, nhất là với chuyện tiền bạc, chỉ cần chúng ta mất cảnh giác, hành động theo lý trí, liều lĩnh để đạt được mức lợi nhuận cao thì sẽ vô cùng mạo hiểm, có thể đánh mất tất cả những gì mình đang có chỉ trong một phút giây. Chuyện tình cảm, có những quãng thăng và những quãng trầm, nếu đã lập gia đình thì bạn cần tin tưởng được kia của mình hơn, không nên đưa ra phán đoán khi mọi việc còn chưa rõ ràng. Vợ chồng có khúc mắc gì thì nên bình tĩnh trò chuyện, tháo gỡ hiểu lầm, cùng nhau giải quyết vấn đề. 3. Tử vi tuổi Mậu Thìn mệnh Mộc, sinh năm 1988. Xem tử vi tuổi Mậu Thìn trong tuần, mệnh chủ gặp nhiều thuận lợi trong công việc, thái dương chiếu mệnh, con giáp này sẽ nhận được nhiều sự giúp sức từ những người đồng nghiệp, đối tác của mình, công việc nhờ thế mà tiến triển theo hướng vô cùng tích cực. Tuy nhiên, vận trình sự nghiệp của mệnh chủ Mậu Thìn thực sự khởi sắc mạnh mẽ vào cuối tuần, nếu có việc quan trọng thì tốt nhất nên chọn khoảng thời gian này là hơn. Đầu tuần nên thận trọng trong khi hành động, thương quan có thể gây ra những ảo tưởng, hiểu lầm, khiến cho bản mệnh dễ mắc phải những sai sót trong công việc mà bình thường bạn hiếm khi mắc phải. Đường tài lộc thì cực kỳ khởi sắc, tiền bạc về tay bản mệnh trong tuần này nhiều không kể xiết, ngoài sự giúp sức của các thần, thì bản thân con giáp này cũng có nhiều cố gắng, mệnh chủ lại biết tận dụng thời cơ mà thực thần mang lại. Nên chuyện kinh doanh buôn bán càng thêm khởi sắc, công việc chính cũng sẽ giúp cho bản mệnh có được thu nhập ổn định cho mình. Tuy nhiên, đường tình duyên của bản mệnh lại không được tốt, bản mệnh có nhiều điều lo lắng về tương lai, quan hệ hai người cũng vì thế mà căng thẳng. Có nhiều chuyện không phải cứ lo lắng là có thể giải quyết được nên, có vấn đề gì thì cũng hãy thẳng thắn nói chuyện, tâm sự với nhau, thay vì lẳng lặng gây mâu thuẫn với đối phương. Mệnh chủ thân mến, khi bạn đối xử tử tế với người khác 10 lần thì họ có thể cũng chẳng nhớ. Nhưng chỉ một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra, nghĩa đơn giản mọi thứ sẽ đơn giản, nghĩ phức tạp thì mọi thứ sẽ phức tạp. Đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra, tiền tài vật chất, quyền cao chức trọng cũng không quý giá bằng bữa cơm gia đình. Tiền bạc, địa vị có thể kiếm được, chứ phút giây bên gia đình đôi khi có đánh đổi bằng tất cả cũng không có được. Đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra, cuộc sống không phải chỉ có màu hồng, mà cuộc sống đa sắc màu, gồm cả màu đen và màu xám. Đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra, cuộc sống này đang chạy thật nhanh, thời gian thoáng chốc đã bạc mái đầu, nên hãy sống chậm và cảm nhận cuộc sống bằng cái tâm, mỗi phút trôi qua sẽ không thể trở lại. Đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra, gặp nhau là duyên, bên nhau là phận, nên hãy trân trọng duyên phận đến với nhau, vì mất rồi thì sẽ rất khó để tìm lại được. Đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra, cho đi rồi thì sẽ được nhận lại, sống tốt và chân thành, bạn sẽ thấy tâm bình yên. Quý mệnh chủ thân mến, chúng ta cho đi mà không phải vì danh lợi, mà cho đi thể hiện lòng thương cảm, sự yêu mến của bạn với ai đó. Quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ vận trình của ba con giáp may mắn nhất, được thần tài gọi tên, sẽ nhận được cơ may đổi đời, chuyển vận trong 7 ngày tới. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và già có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.